Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ khi tiếp nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên vào tháng 2 năm 2021 đến nay, Việt Nam tiếp nhận 87,7 triệu liều vaccine, số liệu đến ngày 12 tháng 10. Trong khi đó, theo kế hoạch của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Việt Nam sẽ cần khoảng 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho 75 triệu người từ 18 tuổi, đạt miễn dịch cộng đồng vào năm 2022. Theo số liệu của Bộ Y tế, đến ngày 13 tháng 10, cả nước đã tiêm hơn 56 triệu liều vaccine COVID-19, với hơn 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, chiếm hơn 54% dân số từ 18 tuổi trở lên. 16 triệu người đã tiêm mũi 2, chiếm hơn 22%. Về khó khăn trong tiếp cận vaccine COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay, khó khăn chung lớn nhất là những vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán, nhập khẩu vaccine. Chúng ta phải chấp nhận hầu hết các điều kiện mà các nhà cung ứng vaccine đưa ra, như thỏa thuận bồi hoàn, miễn trừ về trách nhiệm, bảo mật thông tin và cả rủi ro liên quan đến giao hàng không đúng thời hạn. Thứ hai là khan hiếm nguồn cung ứng vaccine trên toàn cầu ngay từ đầu cho đến bây giờ vẫn đang diễn ra. Hiện cơ chế COVAX cũng chưa đạt được kế hoạch cung ứng vaccine cho các nước, bao phủ 20% dân số, trong đó có Việt Nam. Thứ ba là các nước thay đổi chính sách trong tiêm chủng vaccine như mở rộng đối tượng tiêm, tiêm tăng cường mũi 3, do đó có sự điều chỉnh trong chính sách cung ứng vaccine, làm chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, như ngay trong tháng 10 này, mặc dù chúng ta có kế hoạch tiếp nhận vaccine với số lượng lớn, tuy nhiên nguồn cung chưa đảm bảo. Hiện đã giữa tháng 10 nhưng mới chỉ nhận được lượng vaccine đạt 20% so với kế hoạch. Về tiến độ tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế đánh giá tốc độ tiêm vaccine của nước ta hiện nay ở mức độ cao, có nhiều ngày vượt trên 1 triệu liều một ngày. Bộ Y tế kỳ vọng có thể đạt mức cao hơn về số lượng mũi tiêm trong ngày. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tiêm những mũi đầu tiên từ tháng 3 vừa qua, sau đó chính thức phát động vào tháng 7. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn với hơn 12.000 điểm tiêm trên cả nước, bao gồm điểm tiêm cố định và lưu động. Chiến dịch tiêm này được triển khai trên nguyên tắc đẩy nhanh bao phủ mũi 1, vaccine nào về thì tổ chức triển khai tiêm ngay, sau đó trả bù mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đến thời hạn. Về phân bổ vaccine COVID-19, Bộ Y tế cho hay đến ngày 10 tháng 10, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ 81,7 triệu liều qua 57 đợt. Dự kiến trong các tuần cuối tháng 10 sẽ tiếp nhận khoảng hơn 35 triệu liều vaccine COVID-19. Và sau đó, khoảng 55 triệu liều vaccine sẽ tiếp tục về Việt Nam. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.